cần dao. Cứ alo cho mau. 0947640046. Em cũng biết kiểu rồi. Em cũng là một thiên tài phát minh ra các món ăn độc lạ, dị, ngon, bổ, dị. Hả? Độc thôi. Dị không biết có dị không. Ngon thì chắc chắn là không. À không kế nha, không kế cửa. Kế đi. Chị bằng căng. Ôi xa, cái cây rơm. À, đốt này nó mới dễ mọi người ạ. Thì cháy một lần rồi anh em ạ. Không kịp dập luôn. Tại vì lửa đây này, chút ở đây. Đây cho một tí. Mình vừa luộc xong trứng nhá mọi người nhá. Mình om ở đây. Vừa mới đi kiếm cái này về. Đấy, bí quyết để tạo màu đẹp cho quả trứng của mình. Tinh bột nghệ mình trộm của vợ mình đấy. Vợ mình mua 1.400.000 một hộp mà có 20 mấy cái nhỏ này thôi. Tính ra phải 60-70 nghìn một cái lọ này đấy. Nhưng mình quyết định là để gọi là chiến thắng được cái trò chơi này, mình phải sử dụng cả bí kíp gia truyền làm đẹp da của vợ. Không biết là bọn nó xong rồi bọn nó làm cái gì rồi nữa. Mình vừa đi lấy tinh bột nghệ về thì thấy không còn cái gì nữa rồi. Bây giờ đến cái phần bóc trứng. Bóc khéo để cho nó không bị vỡ, à không bị bị nứt nha anh em. Ok nhá mọi người nhá. 7 quả trứng của mình đã xong rồi. Nhưng mà bị vỡ mất 1-2 quả không việc gì. Quan trọng là màu mà. Quan trọng là màu sắc. Bây giờ mình sẽ chế cái màu này xem. Cái này là thế mình thấy vợ mình hay uống buổi tối ấy. Nó ấy, thấy chưa? Wow. Wow, mình nghĩ thế này là đẹp rồi. Chưa ngập. Khả năng sẽ cho thêm lọ nữa. Ok nha anh em nha. Bây giờ mình sẽ bọc nó lại, cho vào ngăn mát tủ lạnh, giống như người ta hay ủ trứng ấy. Để sau vài tiếng xem nó lên màu như nào nhé. Ok mọi người ạ. Mình vừa mới đi mua được gọi là cái gì nhỉ? Mirinda, nhưng mà nó chắc là nó cũng hơi nhiều phẩm màu một tí ấy. Mình sẽ ủ trứng màu xanh lá cây, đảm bảo đẹp nhất luôn. Được, điều mình sẽ ủ trong này nhá. Trước mình cũng thử làm cái món này rồi nhưng mà nó không thành công, tại vì là mình lấy cái màu khác, không phải là màu này. Nhưng mình chắc chắn là cái màu này nó sẽ kiểu nó có ga, nó sẽ sục được quả trứng này. Đấy. Đấy. Mày chắc chắn ăn giải luôn mọi người ạ. Đấy. Mọi người đợi thành quả của mình nhá. Hello mọi người. Mình nghĩ đi nghĩ lại nghĩ các kiểu xem có cái loại gì mà có thể chế cái món màu
màu của 7 quả trứng này cho nó thật là đẹp, cho nó 7 sắc cầu vồng thì chỉ có một cái loại nước là bắt màu kinh điển nhất mọi người ạ. Loại nước này chuyên gia để xăm môi. Sờ tinh đỏ nha mọi người nha. Quả này uống này, quả này úi, quả này uống nha. Mọi người mà ai mà muốn môi đỏ mà không cần dùng son nhá. Là lại thành son ngay. Thế thì chắc chắn nó sẽ chuyển màu rồi. Ui à, quá ghê lắm. Rồi vào đến đâu, đỏ đến đấy. Ôi trời ơi, quả này mình kiểu gì cũng dành chứ cũng vừa đi chơi. Đây là quả thông minh quá đi à. Rồi vừa trộn vào phát mà nó bắt màu hồng luôn mọi người ạ. Quả này thì mình vô địch luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào tủ lạnh để bảo quản nhé mọi người nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cho vào cái tủ lạnh nha. Ok này, không tới tới này. Ai sao em ơi, sao em ơi, để em bọc này. Mua gì đấy mà không đỏ ấy. Súng mà đấy quên chưa, chỉ được cái mã thôi. Sao của em nó bám bám màu á này. Màu của anh là màu yêu thiên nhiên. Chắc này phải yêu nếu không thì nó căng á. Nó trùng xuống thì kệ nó. Màu của anh, à đây. Của Marika ấy. Marika. Tuyệt vời. Tuyệt vời em mặt trăng. Đỏ xanh vàng. Còn nhân nào cũng vừa hoàn chưa? Chưa thấy làm xong nhỉ? Vừa thấy bóc ngoài kia sao ấy. Mình vừa thấy bọn nó đi mua nước ngọt, mình cũng vừa tậu một chai Coca-Cola về để làm món trứng bóng đêm. Đấy, lên màu đen luôn. Hơi đầm ra. Bây giờ mình sẽ để vào tủ để bảo quản. Mọi người chờ đón thành quả mình nhé. Ok nhé mọi người nhá. Anh em mình để qua hẳn một đêm rồi. Không ngờ là đêm là không ngủ được. Nói chung là tất cả những cái cách làm đều gần như nhau hết. Bọn này nó dùng nước ngọt rất nhiều. Tao nghe là em thấy bọn nó đi mua nước ngọt, em cũng làm cái Coca. Ấy da. Quý em đẹp nhất rồi. Máu đệ này. Đây, cầm lấy. Bài mặt thế. Của Huy. Huy muốn đẹp nhất rồi. Của Vượng Má này. Chưa từng làm một lần đâu. Của Ma đại ca này. Thế này em đi. Ê, Vượng Má trắng ơi. Chưa biết, tí nữa, đây để cho các con hàng ra này. Quý à. Đây xem cái cửa. Ủa? Ở trước đâu mà quay trường. Thua cái gì? Bây giờ nó còn chưa có kia. Bây giờ sẽ cho ra rửa. Ui này. Trời. 7 viên ngọc rồng. 7 viên ngọc rồng luôn này. Đỏ kinh luôn đấy. Ôi giời. Đẹp thôi rồi. Tưởng cái nước này, tưởng nước nghệ làm đẹp thế nào thế này. Không phải đẹp rồi này. Trời ơi. Trông ơi. Ui giời. Bây giờ anh em mình sẽ chơi xanh chín. Bây giờ sẽ đi ra gặp ba người ở ngoài đường hỏi cái nào đẹp nhất và cái nào xấu nhất. Đấy. Nhớ đâu người ta lại không thích màu đỏ. Người ta bảo cái màu đỏ này xấu nhất. Không, đấy là người ạ. Miễn là đi gặp đấy chơi xanh chín. Ủa dối. Chơi xanh chín. Hiểu không? Còn nó ra rồi. Nhưng mà nó còn ngấm đều hơn. Ôi mẹ
Ui giời ơi, cái này của em ấy xin chú hiểu đậu lắm nhỉ. Mặt của vợ mất 100.000. 100.000 đấy. À, ờ, ok, bây giờ sẽ đi tay vào cái đó. Nhưng mà cái gì nhỉ? Móng tay hồng luôn. Nhưng mà cái kết quả thì hình như móng tay hồng luôn. Đã rõ rồi. Đây, đi hỏi, đi hỏi. Ok anh em nhá, sẽ đi random hên xui gặp ai hỏi người đấy nhá. Biết đâu người ta lại không thích cái màu vào đỏ này. Xanh với đỏ là chắc chắn ăn được. Nấu của mình với cả của anh Nguyên là cửa thắng cao lắm mọi người ạ. Cửa thắng siêu cao luôn. Không thấy ai đâu nhỉ? À đây, ông Trấn cơ đâu? À đây đây. À, ông Trấn, có hỏi tí. Hỏi cái đó. Ông thấy cái nào đẹp nhất? Cái màu nào đẹp nhất? Màu nào đẹp nhất? Cái nào sống nhất? Cái nào sống nhất? Cái này sống nhất. Ok, cảm ơn ông nhá. Ông đấy không biết gì thì ba người hai, bây giờ bị dính hai người là thua luôn. Cả biết cái gì màu mê rồi. Nâu rớt thế này là chủ nhận. Nó lên màu đều như người ta hỏi là xấu. Vâng, bán đang cửa thua 30% rồi. Cái gì? Bây giờ cửa thua của nó đến 50% rồi. Anh 50%. Còn thua thì là chỉ có anh với cả chú Mán thôi. Thì đấy, thì 50-50 em gì nữa. Anh đẹp nhất là chỉ có em thôi. Nhưng mà đang suy nghĩ à, không biết thì đã thua vi phạm cái gì. anh nghĩ ra cái kiểu phạt. Chém cả vào chim như vật khí. Luyện tập. Anh không gặp với thầy con này. Hai người đừng hỏi người yêu tấn. Ai cũng được. Thêm xui. Đấy, trong này có chị con. Con đi, con đi. Con này. Con trẻ trâu ơi. Ra chú bảo, đến đây. Hai người luôn. Hai đứa luôn. Hai đứa luôn. Bóng đâu, bóng đâu. Mọi người đưa con ra đây đã. Có khi chỉ cần một mình người nữa là xong. Sao chú hỏi tí. Mày thấy... cái nào đẹp là đều nhất. Bốn màu này. Đấy, cái nào đẹp nhất? Màu nào? Đây là màu này gì? Không để ít để thằng này gì? Đấy. Cái đẹp nhất gì? Rồi. Cái nào xấu nhất? Đây. À, còn đâu đây à? Ui. Thôi, vỗ tay. Kết quả đã cho ra. Rồi, tặng cho cô ba quả trứng đẹp nhất. Rồi. Vai trưởng, cái này nó gì? Cái này mới đẹp, bỏ đi. Cái gì? Đâu đây? Cái nào thật đẹp? Ba cái đẹp nhất, còn cái xấu nhất không tính. Ok. Rồi. Bây giờ mình vừa nghĩ ra hình phạt rồi. À, vừa đáng nghĩa ra chọn ba người nhưng mà hai người đã chọn Vượng là xấu nhất. Thế nên là không cần phải hỏi người thứ ba nữa. À, thử xem. Nếm vào đây. Thử nếm xem bát nào. Em thử ăn cùng em vào đó. Vị sở tình. Hay Vượng, Coca-Cola. Em bóc ra nhá. Ui, mình. À. Ui, trắng tinh này. Ăn nó ngọt lợ. Ê, của em đẹp chưa? Để xanh nhiều vàng này. Thế nào? Bên ngoài ngọt lịm như trước kia. Cái vứt vỏ này. Còn bên trong này đẹp tất à. Nói chung là hôm nay ẩm thực này là không để... ngọt lắm nhiều, ăn bánh ấy. Tính về phần ngon mà tính về phần sắc đẹp. Của mình xem nào, của em ngon hơn. Đang ăn bánh trưng. Của Nguyên thử của Nguyên cái này. Của Nguyên một màu xanh tuyệt vời nhá. Đẹp luôn này. Đẹp. Mày bóc ra một quả ra mình xem. Ừ. Cái này thơm. Cái thơm nhất rồi. Cái lợ. Nhưng mà anh không biết gì. Lợ ngon ngọt. Có gì thơm thôi. Anh thử ăn thử em à. Nếu mà ngon thì của anh ngon nhất. Không có vị ngọt. Không có vị gì, tay không ngấm. Đánh anh thua ấy. Đánh ngủ, đánh anh thua. Sao lại thua? Cái màu trứng như lúc nào nó chảy trắng hơn đẹp. Trắng này. Thay em để nguyên chi không ước biết thì nó đẹp hơn này. Cảm ơn anh.
Ai bảo biết được, bây giờ cứ tính thế thôi. Thôi bây giờ về là làm một cái hình phạt. Cháu vừa nói vật lý. Mình vừa nghĩ ra một cái hình phạt cực kỳ cái chuẩn rồi. Ok nhé mọi người nhá, đây sẽ là hình phạt dành cho người thắng cuộc luộc trứng kém nhất. Cái màu đấy là cái màu trong cái lúc chọn màu đã thua rồi đấy. Còn chọn đây, đây mới là một nửa hình phạt thôi, tí nữa sẽ còn một nửa hình phạt nữa. À à, mới một nửa thôi anh em. Lắm em, món này giỏi lắm. Chắc là không đen đâu. Chắc là không đen đâu. Bóng chưa? Ui, bóng chưa? Bóng chưa? Này, bôi vào mà chả thấy nó đen đi làm mấy nhỉ? Vẫn thế. Ui, xa. Quả này là tắm quả này xong thì trắng luôn đấy. Ui, chà chà. Không nhận ra da của mình là cái nào. Ok nhé mọi người nhá. Đây là hình phạt của Tiến Vượng. Cầm 2.000. Đi con Lamborghini này xuống không phải ha, mua cái kem 2.000 về đây ăn hết. Cháu chỉ kiểu là cái bạn mới xuống phố. Trên người vẫn bóng láng lắm. Cháu nhìn con chim nó bay em được. Mày phải đi, phải đi kia đấy. Chậm hơn cả bộ. Thật quá. Còn đứng cả. Phải ngồi đồng chí luôn. Ngồi đây kìa. Nó này bốc đầu. Xe không bay à? Có bay. Xe đây đủ kia. Đấy, đủ xe quay. Tuấn Trẻ Châu ơi. Tuấn Trẻ Châu ơi. Tuấn Trẻ Châu ơi. Cho anh mượn xe. Thank you.
Ngồi xuống, ngồi xuống ăn ra hoàng tử tế. Không được ăn nha, phải mút hết cái này thôi. Thôi đây không, sao biết đâu nhỉ? Mút cào răng, lấy răng cào đó cho phải mòn. Mút bình thường đấy, rất là liếm. Mòn đấy, mòn đấy. Mai thì có kèo cho Mao Đệ. Em có thua đâu. Anh cũng phải chơi, thằng nào thua thì bôi đen người xong rồi ra quán làm gì nhỉ? Đi massage. À không, mua kem dưỡng da. Chơi xin nhé. Bẩn lắm. Hôm nay Tiến Vượng thua kèo anh em nhé. Kèo liếm kem.